Xiết nợ phú ông. Vùng này đất đai khô cằn, nắng nóng quanh năm, dân nghèo đói còn nhiều. Ta được điều về làm quan huyện ở đây, chắc là sẽ có nhiều việc phải làm đây. Dạ thưa quan lớn, vùng này tuy nghèo nhưng được cái người dân rất chăm chỉ và chất phác, không có trộm cắp gì nhiều ạ. Ừ, nếu thế thì tốt. Ta cũng hy vọng về đây sẽ giúp được vùng này khá hơn. Chà, nắng nóng quá. Ta muốn ra gốc cây đằng kia hỏi thăm tình hình đời sống của người dân. Mà ngươi cứ về xem nhà cửa thế nào đi. Ta muốn đi một mình. Dạ, vậy quan lớn đi cẩn thận. Được rồi. Nhanh nhanh cái chân lên. Từ sáng tới giờ chưa chuyển hết số thóc vào kho. Dạ thưa ông chủ, vì thóc nhiều quá, chúng tôi làm luôn tay từ sáng, đã dám nghỉ phút nào đâu ạ. Lại còn lý sự hả? Mà các ngươi làm vãi bao nhiêu thóc của ta ra đây này. Cẩn thận không là ta trừ tiền công đấy. Lão già này giàu mà bẩn tính, chỉ chợt cắt giảm tiền công của anh em mình. Tiền kiếm thì không ra, tháng nào cũng phải trả công cho cái bọn dốt này. Xót hết cả ruột. Đám người kia tụ tập dưới gốc mổm nhà mình làm gì thế nhỉ? Xin chào các bác, vui vẻ quá nhỉ? Ồ, chào ông, nắng quá, chúng tôi ngồi nghỉ, tránh nắng một lát. Tránh nắng à? Cây nhà mình có phải cây chùa đâu mà ngồi. Mà cái cây mổm nhà mình to thật đấy. Cái bóng râm của nó ngồi ở dưới còn mát hơn ngồi trong nhà. À, này, cái cây này là của ta, các người không được ngồi đây đâu. Ồ, chào ông Phú. Thường ngày đi làm đồng, chúng tôi vẫn ngồi nghỉ ở đây mà. Thì ra ông ta là ông Phú, trồng hống hách đây. Thường ngày ta không để ý, giờ ta mới phát hiện ra là cái cây của ta nó sinh ra bóng râm. Các người muốn ngồi hóng mát thì phải mua bóng râm. Ta lấy rẻ một xâu tiền thôi, rồi từ giờ các người tha hồ mà ngồi. Ồ, chuyện ở đâu mà lạ lùng thế? Tôi chưa thấy ai đi bán bóng râm bao giờ. Đúng đấy. Thôi, cùng là người làng với nhau, ông cho chúng tôi ngồi nhờ một lát. Không được, không mua bóng râm thì đừng có hòng ngồi đây. Này ông, bà con nông dân suốt ngày vất vả lam lũ, có cái bóng cây thì cho người ta ngồi nhờ nghỉ ngơi một lát, mà ông cũng làm khó họ vậy. Ông ở đâu ra mà xía vào chuyện của tôi vậy? Cái cây này của tôi, bóng râm từ cái cây này cũng là của tôi. Ai muốn ngồi thì phải mua bóng râm, còn không thì đi khỏi đây, có thế thôi. Thôi được, vậy ông bán cái bóng râm này cho tôi sẽ cho họ ngồi nhờ. Trông ông cũng có vẻ nho nhã, ông muốn mua thì tôi bán cho, đưa một xâu tiền đây. Tôi đồng ý, nhưng nếu vi phạm quy ước thì phải đền gấp 10 lần. Mà nói miệng thôi không ổn, cần giấy trắng mực đen. Có cái bóng cây chứ gì mà phải quy ước, tôi còn lâu mới vi phạm. Được, thích thì giấy trắng mực đen. Từ giờ bóng râm này là của ông. Ông có thể ngồi, nằm, bò hay muốn làm gì trong đó thì làm. Thôi, tôi vào nhà nhé. Vâng, chào ông. Này ông, sao ông phải làm vậy? Sao phải mua bóng râm chứ? Như thế thì thiệt cho ông quá. Xưa này tôi cũng chưa thấy ai lại đi bán bóng râm bao giờ. Cái lão phú ông này giàu mà xấu tính có tiếng ở cái làng này. Người ta nói quả không sai, lúc nào cũng tìm cách để moi tiền của người khác. Bà con khỏi lo, bóng râm này tôi mua rồi, mọi người cứ thoải mái ngồi nghỉ ngơi đi. Tôi đã có dự tính cả rồi. Lão phu ông này xấu tính như vậy, vậy mọi người có muốn trừng trị hắn không? Có chứ, có chứ. Vậy thì mọi người hãy làm theo đúng lời tôi nhé. Được, được. Nào mọi người, mau đi theo tôi nào. Ồ, đi nào, chúng tôi đi theo ông. Tự nhiên hôm nay lại được một xâu tiền, đủ trả công cho bọn người làm cả tháng. Hả? Sao các ngươi lại kéo vào đây làm gì?
Chúng tôi vào ngồi nghỉ. Đây đâu phải chỗ nghỉ. Tôi vào nghỉ ở bóng râm của tôi mà. Bóng râm ở ngoài gốc cây chứ đâu ở đây. Đây là nhà của ta. Thế ông không nhìn thấy cái bóng râm này sao? Không, đây là nhà của ta. Người chớ có nằm mơ. Không cho tôi vào cũng được. Vi phạm thỏa ước thì nộp tiền ra đây. Nhưng tận 10 sâu tiền cơ đấy. Còn ông, xin mời ông ra ngoài. Tôi không cho ông ngồi trong bóng râm này của tôi. Nào, uống hớp nước cho mát nào. Trời ơi, lại cả trâu cũng hóng mát. Nó mà phun ra mấy bãi thì làm sao chịu được chứ. Mình đúng là ngu quá. Nào, ông ra chỗ khác đi. Cái sập này có bóng râm rồi, là của chúng tôi rồi. Lại còn nước này nữa chứ. Anh em mau lên đây nằm cho mát nào. Trời ơi, lần đầu tiên tôi được nằm trên cái sập đẹp thế này. Mình mắc bẫy của tay kia rồi. Làm thế nào bây giờ? Không biết mai có nắng to không nhỉ? Có chứ, đang là mùa hè mà. Nắng nóng thế này, ngày nào cũng được vào đây nằm. Mát mẻ sảng khoái quá. Thôi chết, mình toi rồi. Ngày nào chúng nó cũng kéo đến thì còn gì là nhà mình nữa. Thôi, tôi thua ông rồi. 10 sâu tiền đây. Ông bảo đám người này đi ngay cho. Vâng, thế tôi xin. Lần sau muốn bán bóng râm thì cứ gọi tôi nhé. Nào mọi người, chúng ta mau về thôi. Tôi chỉ cầm lại 1 sâu tiền, còn 9 sâu mọi người chia nhau nhé. Ôi, cảm ơn ông. Nào, chúng ta về thôi. Hôm nay đúng là một ngày mát mẻ. Thằng Tí đâu? Mày dọn cho ông mấy bãi phân trâu ở sân đi. Bình minh chưa hẳn là bắt đầu. Ngọc à, 6:30 đến nơi rồi con, mau dậy còn đi học chứ. Trời còn tối thế kia mà mẹ. Tối gì nữa, sáng bảnh mắt ra rồi đấy. Dậy đi con, tí muộn học lại cuốn quýt cả lên. Mùa hè này, về quê nghỉ ngơi, con sẽ có dịp xem cuộc sống ở quê như thế nào. Con sẽ được tắm biển, sẽ được ăn món cá thu kho mực tuyệt vời của ngoại. Ôi, cứ nghĩ tới mà con đã thấy vui quá đi mẹ ơi. Biết ngay mà, chỉ được thế thôi. Thì cần gì hơn hả mẹ? Biển kìa mẹ, thấy biển rồi mẹ ơi. Thế là sắp về đến nhà ngoại rồi mẹ ơi. Ăn đi nè con thích cá thù riêng mật nhất còn gì. Mà lâu lắm rồi mới thấy về thăm bà nhỉ. Dạ. Ngọc năm nay học lớp mấy rồi? Nhìn con lớn quá, cứ như thiếu nữ ấy. Dạ, con học lớp 9 ạ. Cuối cấp rồi đấy. Cho đi nghỉ hè đợt này, rồi về liệu mà học hành cho chăm chỉ đấy. Thôi con, để nó ăn. Đang ăn cứ nhắc đến học hành. Con ăn ngoan, nghỉ tí đi mà ngủ nha. Trời tối rồi, sương xuống lạnh người đấy. Trời vẫn đang tối mà. Không biết ai làm gì mà cạch cạch thế chứ. Không biết là hôm qua lúc đêm ai làm gì mà nghe có tiếng lạch cà lạch cạch. Mong là tối hôm nay mình được ngủ ngon giấc. Trời ơi, mới 3 giờ sáng, còn tối om cơ mà. Chắc là có trộm hay có chuyện gì, người ngoài ấy nhiều mà. Lạ thật đấy, mình phải ra xem sao mới được. Trời tối thế này, mọi người đi đâu vậy? Mình phải đi theo xem sao mới được.
Mẹ nó ơi, lại đây xem đây, hôm nay được lắm. Hôm nay bắt được nhiều cá nhỉ? Ừ, cá hôm nay to quá, lại ngon nữa. Thế nào sớm ra cũng bán được giá. Mẻ cá to về vui quá bà con ơi. Thuyền bán hết cá rồi hả cậu bé? Dạ, thuyền nhà em về từ lúc hơn 2 giờ sáng. Bây giờ em đang ngồi đợi bố đi lấy dầu rồi chuẩn bị đi tiếp. Mà tên của em là gì vậy? Nhìn em nhỏ thế này chắc còn ít tuổi. Em tên là Quất, năm nay em học xong lớp 6 ạ. Em còn bé vậy sao đi biển sớm thế? Trời còn tối mịt thế này. Trước còn nhỏ em không được ra khơi, nhưng năm nay lớn rồi bố mới cho đi đấy. Mấy hôm đầu em đi say sóng, nhưng giờ em quen rồi. Thế hôm nào cũng phải dậy sớm như thế này hả? Sao không để trời sáng nhìn cho rõ rồi đi? Đi đánh cá phải đi trong đêm chứ. Ban ngày trời sáng đánh bắt khó hơn. Với lại nhiều loại cá không đánh bắt ban ngày được chị ơi. Như cá khoai, cá trích ấy. Tầm 3 giờ sáng là thuyền bọn em đã về đến đây để bán cá. Chỉ vài tiếng thôi. Đến lúc bình minh thì mọi người mang hết cá ra chợ ban ngày bán cho mọi người. Em thích nhìn họ mua bán lắm ạ. Tức là bình minh mọi việc xong hết rồi hả? Dạ vâng ạ. Bố mẹ em bảo sống bằng nghề đánh cá thì phải thức khuya, làm đêm mới đánh bắt được nhiều. Khiêng cá, bắt cá cũng không sợ bằng gặp bão, gặp giông to ngoài biển khơi chị ạ. À, nguy hiểm lắm đấy. Nguy hiểm thế sao em lại thích ra biển đánh cá? Bố mẹ em bảo phải đánh cá mới có tiền cho em ăn học, với cả cũng vui lắm mà chị. Đánh bắt xong về, người đi bắt cũng như các mẹ ở nhà chờ cũng mừng ra mặt, nhất là khi được mẻ cá to. Chị nhìn mà xem, ai cũng hân hở lắm đấy. Ừ nhỉ, mọi người thật hạnh phúc với công việc của mình, cho dù rất vất vả. Bình minh không hẳn mới là sự bắt đầu với những người dân quê mình. Họ phải bắt đầu một ngày từ rất sớm, nhưng họ không hề ngái ngủ, nấn ná, co quắp, ngại rét như mình. Họ luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ, lạc quan, bắt tay vào công việc của mình. Bà đừng quên tôi nhé! Chà, đợt này nhiều lá sâu quá! Ông lão, vào ăn cơm thôi! Ừ, tôi vào ngay đây! Ông ăn đi! Hôm nay tôi nấu canh cua mà ông thích đấy. Bà lại quên cho gia vị vào canh rồi. Chết thật, để tôi đi nêm lại gia vị nhé. Thôi, bà ngồi ăn đi. Tôi chỉ cần thêm chút mắm vào là ngon ấy mà. Lần sau tôi sẽ không quên đâu ông ạ. À, bệnh nhân mắc chứng suy giảm trí nhớ sẽ mất dần khả năng định hướng không gian, quên đi cách sử dụng những đồ vật quen thuộc, thậm chí có thể quên sự vật, con người xung quanh. Này bà, ngày mai chúng ta cùng đi chợ, làm món bún chả mà bà vẫn thích nhé. Vâng, ông muốn đi chợ cùng tôi hả? Ừ, thỉnh thoảng đi dạo cũng vui mà bà. Quái lạ, tôi vừa để hộp đựng kim chỉ ra ngoài mà không biết nó biến đi đâu mất rồi. Bà nó ơi, bà đặt trên bàn uống nước từ nãy giờ rồi, còn đi đâu tìm đấy? Rõ chang, đầu với chả ốc cứ thế này rồi tôi chẳng nhớ được gì cả. Ngày mai tôi đi chợ cùng bà nhé, chúng ta sẽ mua đồ làm món bún chả mà bà vẫn thích. Vâng. Ngày xưa khi yêu nhau, tôi thường đèo bà trên chiếc xe đạp chạy dọc con đường rợp bóng cây. Mái tóc của bà dài và đen mượt, tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi sả và hương nhu. Đúng rồi, ngày đó thật vui biết bao nhiêu.
còn kia là ngôi trường bà từng công tác mấy chục năm, bao thế hệ học trò được bà dìu dắt nên người. Vâng, công việc có vất vả, nhưng thật là vui và ý nghĩa. Chả mà nướng bằng vỉ tre và than hoa thì thơm nức mũi hàng xóm bà nhỉ. Bà nó ơi. Bà đâu rồi? Bà lão ơi, vợ bà ở đâu? Bà ơi, bà có biết tôi lo lắng nhường nào không? Ông là ai thế? Tôi là chồng của bà. Chúng ta vào nhà đi, bà ốm mất thôi. Bà cứ thế này, tôi biết sống sao? Chớ thật, bà lão lại chạy đi đâu nữa rồi? Ông thân yêu, tôi đã sợ hãi nhường nào khi biết đến bệnh tình của mình. Tôi dần trở thành kẻ vô dụng khi không nhớ nổi mình là ai, không nhớ được những việc mình cần làm. Quên đi cả khuôn mặt của các con, các cháu, quên cả khuôn mặt của ông. Tôi đã quên nhiều thứ quá. Cứ nghĩ như vậy, trái tim tôi thắt lại. Vì vậy, khi còn tỉnh táo, tôi đã ghi lại những dòng này. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày 7 tháng 4 là ngày con trai chúng ta chào đời. Tôi không quên ông thích ăn món canh cua rau mồng tơi. Tôi sẽ nhớ buổi sớm ông thích uống trà. Đi ngủ, ông thường ngâm chân vào nước ấm. Tôi sẽ quên nhiều thứ, nhưng nhất định sẽ không quên ông và các con. Bà đang làm gì vậy? Tôi cũng không nhớ nữa. Hằng ngày tôi vẫn ở đây bên cạnh bà, nên bà có nhớ hay quên cũng không có sao đâu bà lão ạ. Hai cây cau của mẹ. Mẹ à, đây là anh Tuấn, kiến trúc sư kiêm chủ thầu. Đợt này con nhờ anh Tuấn đây thiết kế nhà và thi công nhà mình luôn. Bữa nay con đưa anh ấy qua khảo sát trước ạ. Chào anh. Cháu chào bác. Thế con định bao giờ thì xây nhà? Thật lòng thì mẹ vẫn tiếc ngôi nhà này. Kìa mẹ, ngôi nhà này cũ quá rồi, bao lần mưa bão nó như muốn đổ siêu vẹo. Thế mẹ không muốn con trai của mẹ phấn đấu có cái nhà mới còn cưới vợ à? Ừ, thì mẹ nói vậy thôi, chứ mẹ cũng mong con mẹ có điều kiện rồi cưới vợ cho mẹ nhờ. Trước đó cháu có trao đổi với Quyết rồi, cháu định sẽ thiết kế theo mẫu này. Bác với Quyết xem qua có cần điều chỉnh gì không ạ? Cháu sửa luôn, thi công sớm chứ sang mấy tháng nữa mùa mưa lại là trễ tiến độ. Nhà to nhỉ, hai tầng cơ à Quyết? Mà hình như mẹ thấy khoảng sân trước nhà hơi nhỏ. Hai cây cau kia sẽ bị đốn đi à? Vâng, tại chỗ hai cây cau đó con tính ra nó sẽ nằm ở gian phòng khách đó mẹ. Ừ, tùy con. Thống nhất vậy đi, cái thiết kế này em cũng khá ưng rồi. À, mà anh nhớ thêm cho em chỗ giếng trời nhé, đất cũng rộng mà. Em cần một không gian thiên nhiên trong nhà, có ánh nắng. Được rồi, để anh chỉnh lại.
Khuya rồi, mẹ chưa đi ngủ sao? Ừ, mẹ chả ngủ được con à. Mẹ mệt à, có chuyện gì mẹ nói với con đi. Chỉ là mẹ đang nghĩ đến chuyện xây nhà. Trời, chuyện xây nhà mẹ cứ yên tâm, con lo liệu được mà. Bao năm đi làm, con đã kiếm đủ tiền để xây nhà cửa được. Ừ, mẹ biết con trai của mẹ giỏi giang mà. Thực ra thì mẹ không có lo chuyện tiền nong, chỉ là mẹ đang nghĩ đến hai cây cau trước nhà. Hai cây cau ấy ạ? Ừ, nếu mà chặt hai cây cau đó thì mẹ hơi tiếc con à. Cái cây cau đó cũng phải hơn 20 năm ấy chứ. Hồi đó ba con còn sống, mẹ với ba cùng trồng. Tôi tính rồi bà, trồng hai cái cây cau này, mấy bữa nó lớn, thằng Quyết nhà mình có chỗ để chơi. Này nhé, tôi đã bện xong cái võng rồi. Hai cây cau vững chắc, tôi sẽ buộc võng cho bà nằm hóng mát ở đây. Thế rồi, ông ấy có chờ được mắc võng trên hai cái cây cau đó đâu. Căn bệnh ung thư phổi mang ông ấy đi quá sớm. Hồi đó, mỗi lần mắc võng dưới hai cây cau đó, mẹ đã nhớ ông ấy biết nhường nào. Mẹ, con muốn nằm võng với mẹ. À, một tàu mo cau rụng. Giờ mãi mới thấy mày rụng đó. Phải đi gọi thằng Bơm, thằng Tí sang chơi mới được. Xích lô đây, ai đi xích lô nào. Nhưng mà cái gì cũng có thời của nó. Thôi thì mỗi thời mỗi khác. Quan trọng là phát triển, chứ không thể thụt lùi được, phải không con? Nên mẹ không có ý kiến gì đâu. Con xây nhà sau cũng được, sau này là nhà con ở mà. Mẹ, con hiểu rồi, mẹ đi ngủ đi. Con còn có chút việc phải làm nốt. Alo, anh Tuấn hả? Xin lỗi anh vì đã gọi cho anh muộn như thế này. Chả là tôi có chút thay đổi thiết kế muốn trao đổi với anh. Vân vân, là thế này. Mẹ ơi, mẹ sang bên bà ở tạm một thời gian. Con chuyển đồ sang đó rồi ạ. Bao giờ xong nhà cửa, con đón mẹ về. To quá, đẹp quá con à. Hai cây cau. Con đã thay đổi một vài điểm trong bản thiết kế. Con quyết định giữ lại hai cây cau đó mẹ ạ. Nó không chỉ gắn liền với kỷ niệm của mẹ, mà nó còn lưu giữ cả tuổi thơ của con nữa. Cảm ơn con trai của mẹ. Mẹ ơi, mình vào nhà mới thôi, con đã chuẩn bị xong cả rồi. Thiên thần nhỏ. Bác sĩ, con trai chúng tôi sao rồi ạ? Hiện tại cháu đã tỉnh lại, nhưng tôi rất tiếc phải thông báo với gia đình một chuyện. Bác sĩ nói sao? Ung thư máu ư? Phải, chúng tôi đã xét nghiệm máu của cháu và kết quả cho thấy điều đó. Kỳ Minh, không thể có chuyện ấy. Xin bác sĩ hãy cứu con tôi, nó còn quá nhỏ. Anh chị hãy bình tĩnh. Rất may là bệnh tình của cháu được phát hiện ở giai đoạn đầu, chỉ cần thay tủy là có cơ may sống sót. Vậy bác sĩ hãy thay tủy cho con gái tôi. Không đơn giản như vậy đâu. Việc tìm được người có tủy phù hợp là rất khó. Vì vậy, càng cần huyết thống, tỷ lệ phù hợp càng cao. Chúng tôi cần xét nghiệm máu của những người muốn hiến tủy. Kết quả xét nghiệm cho thấy, người duy nhất có tủy phù hợp với cậu bé là con gái của anh chị. Tuyệt quá! Vậy là con trai tôi được cứu sống rồi. Bác sĩ, bởi vì chỉ còn cách đó, nên mong bác sĩ tiến hành cho sớm. Tôi sẽ nói chuyện với con gái tôi. Vậy gia đình hãy về nhà chuẩn bị càng sớm càng tốt. Anh này, ngày mai mình đưa con bé đến bệnh viện luôn nhé. Em không định nói cho con bé biết sao? Em nghĩ kỹ rồi, con bé rất sợ đau. Nếu nó biết phải làm phẫu thuật thì chắc nó sẽ sợ lắm, nó sẽ không chịu đâu. Nhưng con bé cũng cần được tôn trọng,
nó có quyền được biết chúng ta sẽ làm gì với cơ thể của nó chứ. Hơn nữa, sau khi phẫu thuật, phải ở lại trong viện một vài ngày, và cũng sẽ rất đau nữa. Anh nghĩ em nên nói chuyện với con. Em hiểu rồi. Con gái à, em trai của con đang bị ốm. Con có muốn em mau khỏe lại không? Có chứ ạ. Không có em chơi cùng con buồn lắm. Nhưng muốn em con khỏe lại thì phải có sự giúp đỡ của con. Con ư? Con phải làm gì ạ? Bác sĩ sẽ lấy tủy của con để ghép cho em. Tủy của con ư? Tủy là gì ạ? Tủy là máu. Bác sĩ sẽ lấy máu ở sau lưng con. Lấy máu? Đút máu từ người con ạ? Đúng, cũng gần giống như vậy. Dũng cảm lên nào cô gái của mẹ. Em trai của con sẽ khỏi bệnh nhờ vào con đấy. Con cũng muốn em khỏi bệnh mà, phải không? Có phải nếu không có tủy của con, em con sẽ chết phải không mẹ? Vâng, vậy hãy lấy tủy của con đi. Ba mẹ và em thân yêu, con sắp phải xa ba mẹ và em rồi. Mời bé Hà My vào trong. Con mau vào trong đi. Ba, mẹ, trong chiếc hộp này có một con búp bê con tự làm. Khi nào em tỉnh lại, ba mẹ hãy đưa nó cho em nhé. Có con búp bê này tượng trưng cho con, vì sau này con sẽ không được chơi cùng em nữa. Còn bức thư con viết cho ba mẹ, con chỉ muốn nói là con yêu ba mẹ rất nhiều. Từ nay con sẽ không được gặp ba mẹ nữa rồi. Kìa con nói gì vậy? Sao lại không được gặp ba mẹ nữa? Con biết rồi, con sắp chết phải không ba mẹ? Sao con lại nói thế? Sao lại chết? Bác sĩ sẽ lấy máu trong người con để truyền cho em mà. Khi nào hết máu, con sẽ chết đúng không ạ? Con hối hận rồi à? Không ạ. Con chỉ hơi sợ một chút thôi. Nhưng nếu con chết mà em khỏe lại, thì con cũng thấy vui rồi. Con ngốc quá, làm sao mà chết được? Con sẽ vẫn khỏe mạnh. Chỉ là lấy một ít máu thôi mà. Thật à? Con sẽ không chết à? Thật chứ, làm sao mẹ để con chết được. Cả hai chị em sẽ cùng khỏe mạnh để sống với ba mẹ chứ. Tuyệt quá, vậy là con vẫn có thể chơi cùng em và ở bên ba mẹ rồi. Vậy bây giờ con hãy vào trong đi kẻo cô y tá đợi. Còn chiếc hộp này mẹ sẽ giữ hộ con. Khi nào em tỉnh, mẹ sẽ tự tay đưa cho em nhé. Dạ. Con gái của tôi đúng là một thiên thần. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.